Sáng nay, Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 khóa 11 nhiệm kỳ 2019-2024 đã được tổ chức. Đến dự có các đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các ủy viên đã hiệp thương Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức thành viên mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, hiệp thương kiện toàn chuyển cơ cấu 2 vị và bổ sung 15 vị ủy viên. Cụ thể, người đứng đầu tổ chức thành viên 4 vị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp 4 vị, cá nhân tiêu biểu 6 vị, cán bộ chuyên trách cùng cấp 1 vị. Tại hội nghị, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đối với đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Sau khi hiệp thương kiện toàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 11 có 134 trên 138 vị ủy viên, khuyết 4 ủy viên. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực toàn diện, rèn luyện, cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm, phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào xây dựng và phát triển thành phố, văn minh hiện đại, nghĩa tình, vì hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh việc thông tin tóm tắt kết quả kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thay mặt Thường trực Thành ủy phát biểu định hướng chỉ đạo đối với công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong thời gian tới. Một đồng chí Thường trực Thành ủy trực tiếp làm Chủ tịch Mặt trận, trực tiếp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố với khối đoàn kết nhân dân để làm sao chúng ta trụ, chúng ta xây, chúng ta phát huy đúng mức cái khối đoàn kết nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Thì đây là một cái điều mà Thường trực Thường vụ Thành ủy khi thảo luận, cân nhắc các phương án và cuối cùng đi đến phân công đồng chí Phước Lộc thì điều xuất phát từ cái điểm này và cũng rất là tin tưởng, kỳ vọng trong thời gian sắp tới. Cá nhân đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng với Ban Thường trực, cùng với Ủy ban, cùng với hệ thống mặt trận, chúng ta thực sự khẳng định được vị trí, không chỉ nói riêng cái hệ thống mặt trận mà cái khối đoàn kết nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị Mặt trận Tổ quốc có giải pháp phát huy tinh thần góp ý của người dân đối với các cấp ủy, các cấp chính quyền và đóng góp cho việc xây dựng phát triển thành phố, chăm lo đời sống người dân.